Xin chào các bạn. Đây là nghỉ Tết cũng hết rồi. Sắp tới bên mình tiến hành bắt đầu năm 2021 làm tiếp tục. Đây, quay sơ cho các bạn thấy cái hệ thống chiếu sáng nó đơn giản vậy thôi. Thì hệ thống chiếu sáng nó sẽ gồm có một cái điều khiển tắt mở theo chu kỳ, sau đó chia ra hai cái vít cắm khác, và mỗi cái vít cắm lại chịu ba cái dàn khác nhau. Thì ở đây mỗi dàn thì mỗi dàn là một cái vít cắm nè, một dàn, hai dàn, ba dàn, bốn dàn, năm dàn. Thì riêng cái cục này nó sẽ chịu được khoảng hồi bữa mình nói là khoảng 1.000 mấy trăm watt đó, hơn cũng quên mất rồi, nhưng mà nó rút ra thì nó tắt mất tiêu nên là mình không rút. Thì nói chung là nó sẽ chịu tải cũng tương đối, vì đối với một cái kệ này, các bạn thấy không, nó có một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng, sáu tầng, sáu bảy tầng lận đó, nên mình làm tối đa là khoảng 6 tới 7 tầng thì chứa đủ rất là nhiều, các bạn thấy không đó. Đây là cái việc rất là tối ưu, tại vì mình đúc kết kinh nghiệm sau khi làm một cái phòng nó thất bại, nó không có tối ưu về cái diện tích cũng như là cái chiều cao của cái kệ này, các bạn nào thấy không, chiều cao kệ này nó khoảng gần 40, nó chiếu sáng vừa đủ đẹp rồi nó lên ok đó. Như vậy thì đối với một cái cục chịu tạ, cục điều khiển nó thì nó sẽ chịu được khoảng, thì thường mình tính nó mà xài lâu bền thì khoảng 3 tầng, 3 tầng một cục. Thế đây mình có một cái tầng là nó hơi dài, thì mình chia làm hai cục điều khiển. Ở đây mình xài đèn LED mà điện một chiều nha mọi người, không có dùng điện 220V lên dàn trực tiếp như vậy đâu, nó nguy hiểm đó, cho nên mình dùng điện một chiều đó, qua những cái cục cục nguồn. Thế đây là mình đã tính toán thiết kế, tính toán hết rồi. Thì như mình cũng có làm một cái clip đó, còn nếu mà chưa có thì sau này mình sẽ làm một clip chi tiết hơn. Thì đó các bạn thấy đó, một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng, sáu tầng, tầng trên nữa là 7 tầng, như vậy là 7 tầng. Nhưng mà các bạn lưu ý là phải, nó phải cách cái trần nhà khoảng 1 mét nha. Đó. Thì cái phòng mình ví dụ nó cao, nó thoáng thì mình làm cao, còn không mình làm thấp. Rồi mình nói tiếp về cái mùa vụ tiếp theo sắp tới mình sẽ làm, bắt đầu cái phòng này mình sẽ làm đầy hết, sản xuất đầy hết phòng này. Hiện tại là nó đang trống khoảng những cái chỗ xanh xanh này đang trống, mà trống một ít đó, ít ít thì mình làm tiếp tục. Ở đây những đầy đợt này là mấy đợt mà trước Tết cấy nè, xong sau Tết mình ra sáng này, thì nó chưa có mọc đó, này mới mới nó đổi màu ha. Thì mình sẽ làm đầy một cái phòng này ha, khoảng chắc ngàn hũ nữa, ngàn hũ phôi nữa, sau đó mình sẽ làm những cái phòng khác. Thì đó là kế hoạch sắp tới của bên công ty mình. Còn mình nói thêm về cái làm trong trùng hạ thảo, thì thực tế mọi người làm thì phải bán được và có đầu ra ổn định thì mới nên làm, chứ còn không mọi người đừng nên làm, tại vì làm mà ra mà hàng nó không bán được hoặc là nó ồn ứ thì nó cực lắm mọi người, nên làm mà phải ngưng lại. Nó làm đều 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 thì mọi người nên bắt đầu làm ít đó. Đây mình quay lại thêm cái cục này nữa, thì ví dụ mỗi cái cục nguồn này nó chịu được khoảng 30 A, hình như là 30 sao, 30 A thì nó chiếu sáng cho một cái kệ này. Mọi người tự xem, tự làm rồi tự thiết kế nha. Còn đối với ai mà muốn mình chuyển giao công nghệ rồi mình hỗ trợ về kỹ thuật để nuôi nông trùng hạ thảo này thì mọi cứ liên hệ nha. Thì hôm nay mình quay cái phần phòng sáng này thêm cái một cái phần nữa thôi. Sắp tới thì mình cũng bước vào cái thời điểm tháng sau là bắt đầu là chuẩn bị làm rồi, làm từ từ, tại vì mình mới nhân giống cái ít thôi, chưa có nhiều lắm. Mình thấy
đây ví dụ như mọi người mua thì sẽ được mua cái hũ phôi nó là hộp nhựa nha. Đó, hộp nhựa nhẹ dễ vận chuyển, còn mình nuôi ở đây thì mình nuôi hũ thủy tinh cho nó đảm bảo môi trường. Cái lợi ích của mọi người khi mà nhận cái gói chuyển giao thì mọi người sẽ được tư vấn thiết kế đầy đủ, nói chung là làm sao mà tối ưu nhất, thứ hai là hiệu quả nhất và nó không phải lăn tăn về những cái kỹ thuật khác. Cái chính là mình chỉ cần có cái phòng nè ha, rồi làm kệ, hệ thống chiếu sáng, đặt máy lạnh làm sao, nó nói chung là những cái đó là nó quan trọng hơn. Chứ các bạn mà làm ví dụ nó không đều nhiệt ha, rồi chiếu sáng nó không tốt mà làm như vậy thì lại cũng tốn chi phí nữa ha. Cái gói chuyển giao bên mình rất là rẻ ha. Còn không bạn nào muốn làm từ đầu đến cuối thì mình sẽ hướng dẫn từ đầu đến cuối. Còn không tách biệt ra hai phần, phần đầu là các bạn học và chuyển giao thôi, sau cái phần tiếp theo thì mọi người làm cái phần sản xuất giống từ ban đầu luôn, rất là tùy mọi người nha. Thôi quay như này là đủ rồi nha, rồi hẹn mọi người trong một cái clip tiếp theo. Rồi, xin chào mọi người.